Zippo giá bao nhiêu? Thì đây là một cái câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều kể từ khi mà mình bắt đầu bán Zippo. Thì để được trả lời một cái câu hỏi chính xác cho cái câu hỏi là Zippo giá bao nhiêu, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn xúc tích để cho anh em hiểu biết về cái sản phẩm Zippo và nó giá như thế nào anh em nhé. Thì thực ra Zippo nó có rất là nhiều phân khúc. Đấy, nó giống như cái dòng điện thoại Samsung anh em nhé. Anh em mà đi ra ngoài anh em hỏi là điện thoại Samsung giá bao nhiêu thì câu trả lời sẽ là tùy anh em nhé. Và cái này cũng như vậy. Đấy, nó còn tùy vào sản phẩm khác nhau nên là giá cả nó sẽ khác nhau anh em nhé. Thì mình xin được phép được giới thiệu với anh em, đây là một trong những cái cây Zippo mà giá nó rẻ nhất anh em nhé, giá rẻ nhất của cái dòng Zippo. Thì cái này bán tại Mỹ giá nó là 21 đô anh em nhé, chính xác là 20,95 đô. Đây là gần quy tiền Việt là gần 450 nghìn gì đấy, trên dưới 450 nghìn gì đấy. Đấy, còn nếu mà để mà bán tại Việt Nam ấy, thì nhà sản xuất nó yêu cầu là bán với giá là 715 nghìn. Đấy, tuy nhiên là nếu mà những cái shop nào mà cạnh tranh ấy, có thể là giá nó chênh lệch một chút tùy từng shop anh em nhé. Có shop này cây này giá cao nhưng mà shop khác lại cây khác giá cao, hoặc là shop này cây này giá rẻ cây khác giá rẻ anh em nhé. Nó linh động, nó biến tấu một chút tầm khoảng một vài chục gì đấy. Thì ví dụ như cây này giá rẻ là tầm khoảng 590 nghìn anh em nhé, 590 nghìn. Đấy, tất nhiên là mình sẽ nói đến cái vấn đề là Zippo thật thôi, Zippo chính hãng thôi. Còn những cái Zippo fake mà trên thị trường anh em thấy họ quảng cáo là bên em đang sale giá chỉ có 290 nghìn hay là 350 nghìn này, hoặc là thậm chí là trên dưới 500 nghìn đồng mà anh em không biết phân biệt thật giá thì vẫn có thể là Zippo fake cho anh em nhé. Đấy. Còn quay lại cái câu hỏi mà tại sao cái cây Zippo này là nó giá tiền nó rẻ, thì nó làm rất là đơn giản anh em nhé. Nó chỉ cần nó dập tạo khuôn tạo hình thôi, sau đó nó lắp ruột vào và nó mạ thêm lớp satin vào thì nó sẽ là rẻ thôi. Đấy, ví dụ như cây này là chỉ là 590 nghìn anh em nhé. Đấy. Và đến một cái cây nó phân khúc nó cao hơn một chút thì ví dụ như cây này đi. Đấy, phân khúc nó cao hơn cây kia một chút là cây này thuộc cái dòng vỏ phổ thông anh em nhé, còn cái cây này là vỏ Amor. Đấy, vỏ Amor thì nó sẽ dày hơn cây này tầm khoảng gần 1,5 lần. Đấy, chính vì vậy thì nó sẽ cần tốn nhiều nguyên liệu hơn anh em nhé để mà tạo ra cái sản phẩm hơn. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong quá trình tạo ra sản phẩm ấy, thì nó lại có khắc thêm chủ đề anh em nhé. Để nó khắc chủ đề như thế này. Đấy, chủ đề ví dụ như tùy vào từng sản phẩm nó khắc chủ đề mấy mặt, ví dụ cây này khắc 5 mặt anh em nhé, thì nó sẽ đắt hơn với cái này, giá tiền nó phải cao hơn thì nó mới bù lại được anh em nhé. Đấy, nó là như thế. Thì ví dụ như cây này giá nó là thuộc cái phân khúc tầm trung anh em nhé, nó không rẻ như cây này. Ví dụ cây này thì giá shop mình đang phân phối là 1 triệu 300 nghìn đồng anh em nhé, 1 triệu 300 nghìn đồng. Đấy, cao cấp hơn cây này một chút thì nó lại có thêm một cái mẫu, ví dụ như đây cây này là mẫu xuất Nhật anh em nhé, những cái dòng này dòng xuất Nhật. Đấy, nó làm như thế. Và mộc đáy của cái sản phẩm này thì nó vẫn là Zippo đây anh em nhé. Đấy, cái vỏ nữa đây, ví dụ mình mở cho anh em xem bên trong cái ruột đây anh em nhé. Đấy, nó là như thế. Thì cái dòng này nó lại cao cấp hơn cây kia một chút, rồi cái mắt nó nháy nháy này, nó giá tiền nó cao hơn, tại vì để làm ra được cái sản phẩm này đây thì công đoạn nó là sẽ phải làm lâu hơn anh em nhé, làm lâu hơn. Chính vì vậy cái giá tiền nó bắt buộc nó phải cao hơn để nó bù lại cái chi phí anh em nhé. Và ví dụ như những cái cây mà làm số lượng có hạn ấy, ví dụ limited ấy, thì giá nó cũng sẽ cao hơn một chút so với những cái cây khác anh em nhé. Còn ví dụ như cây này đây, thì shop mình đang phân phối với giá là 2.090.000 đồng anh em nhé, 2.090.000 đồng. Đấy. Thì mỗi cây nó sẽ thuộc cái một phân khúc khác nhau. Còn ví dụ như mình cho anh em xem thêm một cây nữa. Đấy. Cái cây này ấy, là thuộc cái một trong những cái phân khúc cao cấp của cái dòng Zippo chính hãng anh em nhé. Cây này nó được mạ vàng 24K. Này nó như thế này. Giá cây này ấy, ở bên Mỹ họ đang phân phối giá là 260 đô anh em nhé, 260 đô, quy ra tiền Việt tầm khoảng là 5 triệu mấy, 5 triệu 7 gì đấy. Đấy, 5 triệu 7 anh em nhé. Còn shop mình thì đang phân phối giá là tầm 5 triệu rưỡi thì phải. Mình không nhớ là mình có nhiều mẫu lắm, mình có mấy trăm mẫu cơ. Đấy, anh em muốn xem ví dụ xem giá của cái này hoặc là ảnh của các cái này thì anh em ấn vào đường link bên dưới nha. Shop mình để bên đấy thì mình có chụp ảnh, quay video rất là chi tiết ở giá, mình cũng báo rất là chi tiết trên đây. Đấy. Thì cái phân khúc khác nhau thì dẫn tới cái giá tiền là khác nhau anh em nhé. Dù cái này vỏ nó mạ vàng, ruột nó cũng mạ vàng luôn thì giá nó phải khác. Đấy.
Trên đây thì mình có nói qua về giá sản phẩm như thế nào anh em nhé. Bây giờ anh em mà muốn hỏi giá của Zippo nó như thế nào thì anh em phải xác định được là cái cây anh em đang muốn mua nó thuộc cái chủ đề như thế nào thì anh em mới hỏi được cái câu đấy mà mình trả lời chính xác nhất nhé. Vâng, đấy, anh em xem video clip thì chắc chắn cũng đã hiểu sâu hơn về cái giá nó như thế nào rồi. Còn anh em xem clip cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Cần thêm thông tin thì anh em cứ lên Google và chữ Zipman.vn. Vâng, kính chào tạm biệt ạ.